Hi, xin chào anh em. Chào mừng anh em trở lại kênh mình nha. Rồi, thì hôm nay thì mình có test cái đầu ý áp 200. Lúc trước mình cũng có quay rồi, nên khách anh chốt con này nha. Rồi, trước tiên vui video clip thì xin chúc anh em xem video clip có mũ tấu tràn đầy vui và sức khỏe nha. Rồi, thì rồi mình sẽ đi vào chi tiết nha anh em. Xem tổng thể con máy này và test máy, test áp lên cho anh em xem nha. Rồi, mình sẽ đi vào chi tiết. Rồi, con này là đầu quý dòng G30 nha, tiên sứ của nó là 18 ly. Đó, tiên sứ 18 ly. Nó lên áp được 200 kg F trên cm khối nha. Đó, con này thì nó chạy với motor tầm 7 HP là 5,5 kg hoặc 6. Để thông số con này là 6,3 là thông số của máy xăng. Còn nếu anh em có motor tầm 7 ngựa rưỡi hoặc 10 ngựa nha, 10 ngựa kéo cũng được nha anh em, kéo bao khỏe luôn. Con này thì lưu lượng của nước nó là 16 lít trên 1 phút nè. Đó, vòng tua 1750 vòng thêm một là vòng tua chậm tua nha. Đó, motor chậm tua nha anh em. Con đầu này thì còn anh em xem nè. Còn nguyên riêng nguyên bản luôn nha, nguyên riêng luôn nha anh em. Ốc em ốc chưa tháo luôn, nguyên riêng luôn nha. Đó, bao riêng cho anh em luôn nha. Đó, đầu đồng nè, đầu đồng rất là đẹp luôn nha, rất là đẹp luôn. Đó, dòng quý nha anh em, dòng ý áp cao. Đó, áp cao áp con này lên được, nếu mà test đủ tải của nó lên được tâm 8 200. Đó, tâm 8 nha anh em. Đó, áp 200 thì mình chạy có 150-180 là cho nó bền máy nha. Đó, cho nó bền máy nha anh em. Đó, tê hồi của ý luôn nha, tê hồi của ý nè, tê hồi này là xài rất là êm luôn, ngắt súng là nó nước nó sẽ hồi về luôn nha, hồi về cái đường này luôn, họ nước nó sẽ hồi về luôn nha, thì nước nó hồi về một vô một đường hút nha, đó, đường hút đầu khá là đẹp luôn nha anh em, phốt phía còn nguyên riêng rất bê, còn nguyên riêng hết nha, bao cho anh em riêng luôn. Con này thì lúc trước mình quay thì mình không bắt vách chân nha. Đó, mình đây mình bắt vách chân cho anh em nha. Đó, như rõ ràng nha anh em. Đó, bắt vách chân. Đó. Còn con này thì mình đã chế cái buli, mình gắn buli luôn cho anh nha. Tại vì anh chị xài máy nổ nên mình gắn buli, chạy buli nè. Đó, gắn buli một tấc 2. Đó, vậy anh em có buli có một tấc 2 nữa thì gắn vào máy nổ nha. Đó, xài. Buli tấc 2, buli Nhật luôn nha. Phải Nhật luôn nha anh em. Thì con này mình đang kéo con motor cũng một tấc 2. Motor nó là 5 HP. Điện 3 pha nha. 5 HP, anh em có điện một pha cũng được mà 5 HP nha. 5 HP là anh em kéo lên được áp 150. 150 mà với 150 cũng được nha anh em, 150, 180. Đó. Quay tổng thể cho anh em. Cái này nó có mạc nha anh em. Đó, mạc thông số rõ ràng hết nha. Rồi. Rồi giờ mình sẽ đi vào chi tiết mình test máy cho anh em xem nha. Đó, test máy, test áp rồi cho anh em xem. Đó, dây thì dây nè, mình có bác nấu nhanh bãi Nhật luôn nha, nấu nhanh luôn nha. Đó, dây thì 2 mét dây nha anh em. Súng chạy súng dài luôn nha. Thì đang xài cái bét độ. Bét nó đang là 25 độ nha. Đó, 25 độ nè. Đó, 25 độ nha. Sim thử bét 25 độ. Rồi. Là mình có sẽ thử mà có bét chỉnh xoài chỉnh gom nữa cho anh em thấy nha. Rồi. Vô thôi. Rồi, vậy mình sẽ test máy nha anh em. Rồi, let's go. Test máy. Anh em xem nha. Đó, máy đang chạy luôn nha. Chạy rất là êm nè. Máy đang chạy rất là êm nha anh em. Không bị xì xẹ gì nha. Đó là em luôn. Đó. Áp đang hiện tại là 88, 89 luôn nha. Đó, đang chạy bét đũa nè.
bách này bách ruộng luôn nha anh em. Thử thử bách cam cho nó lọc hả. À, 58 nha anh em. Ờ, mấy đang chạy rất là êm nha. Rất là êm. Chạy không tải anh em ha, ngắt xuống chạy không tải rất là em nha. Đó. Mình sẽ test thêm cái nữa cho anh em xem nha. Em ngắt súng là máy về không mà rất là nhạy luôn nha. Đem máy nha nè. Rồi. Đã ok rồi nha. Rồi test bet ly 2 bet đủ đầy đủ hết nha. Rồi cảm ơn anh em đã bỏ thời gian xem hết video clip mình. Anh em xem xong nếu thấy hay hãy cho mình like, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi mình sẽ có động lực ra video tiếp theo cho anh em xem. Và cảm ơn anh em đã tin tưởng ủng hộ mình. Rồi. Rồi trước khi mà bàn giao cho khách thì hãy test máy ok hết nha. Test app ok hết, chạy ok hết nha. Chạy ngắt súng ngắt nhả gì đầy đủ nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều. Hẹn gặp lại anh em các video clip khác. Rồi xin chào và hẹn lại anh em. Bye bye.